Hai các bạn, nay mình sẵn đi xuống Miami mì buổi chiều, mình đi ghé qua chợ cái tiệm phở 79 gần cái hotel của mình ở gần sân bay Miami các bạn. Vô đây mình xem ăn thử các món ăn nó như thế nào, rồi mời các bạn ăn chung với mình luôn nhé. Khu này cũng shopping center cũng khá lớn các bạn ạ. Nhìn tô phở rất là to, mở cửa từ chủ nhật tới thứ hai, thứ năm 11 giờ sáng tới 9:30. Mình sẽ để địa chỉ này cho các bạn xem nhé. Hai em, hai hay đưa anh kia. You famous for phở here today, something else? Famous here, the phở, the bún bò is really good too. Yeah. And bún thịt nướng is really good too. Yeah. This is the second location, you have another one in other place, right? Or the only one? Couple locations. We have here Davie. Yeah. This one, Davie, which is north. Yeah. Pinecrest, which is like a little west. Yeah. And then I think there's one in California too. Oh, same, same guy, same franchise, owner, same owner. Franchise, yeah. Okay, like cool. All family. Oh, cool. Thank you. Các bạn, phở trong đây tiệm này cũng rất là khang trang, rộng rãi các bạn. Còn đây là tô bún bò Huế các bạn ạ. Mùi thơm rất là thơm nha các bạn. Mình thấy cũng ngon lắm các bạn. Ở đây thì giá thì có vẻ nó cũng ở Miami thì cái gì giá thì cũng cao các bạn ạ. Cho nên mình cũng chịu các bạn nha. Quan trọng là đồ ăn nó ngon được rồi. Chất lượng dịch vụ nó tốt. Ok. Đây là một dĩa cơm của con mình, cơm thịt nướng. Nhìn cũng rất là thơm ngon các bạn ạ. Để ăn tiệm bô bà các bạn. Đây là nhà hàng buffet các bạn, POC, American Fusion. Bữa nay là có ngày Friday và họ có special các bạn. Bữa nay là ngày người lớn thì 40 đồng nha. Special. Mình thịt ở ngoài này đợi cũng rất là đông. Vô quay các bạn biết thăm. I feel like you want to eat. Đây nhà hàng này có quán bar luôn các bạn ạ. À. Có các loại sushi này nè. Hi. Này mấy anh mẹ dễ thương. Các bạn thích ăn sushi là vô đây là rất là nhiều nha. Yeah. Các loại cá rất là nhiều. Đông người quá các bạn ơi. Yeah. Rất là đông. Là mấy con này con nghêu rồi, chắc là nghêu sống này các bạn. Đây cua. Cua này cua lạnh chắc họ phải trên bảng là họ phải kêu phải mình phải order với lại server họ sẽ steam cho mình, họ sẽ luộc cho mình. Các loại nghêu, đây là con gì, đây là thịt, các loại thịt đây các bạn. Sorry. Thịt lam, thịt cừu các bạn. Mình có nghêu luộc đây, clam, con clam là nghêu. Các loại tôm này nọ các bạn.
Bacon chicken, cái này là chicken gà nha. Sesame chicken, cái dạng đồ tàu các bạn. Cơm chiên. Rồi thịt baby back ribs, thịt barbecue các bạn. French fries. Và những cái đồ của người Mỹ. Đây là hàng cái loại ketchup. Và cái loại dessert, đồ tráng miệng, các loại bánh này các bạn. Các loại cà rê, ice cream. Đây là salad bar ha. Mình thấy thì đây cũng không có nhiều lựa chọn lắm các bạn à. So với lại Tham Bà, mình thấy cái buffet bên Tham Bà mình có vẻ như nó nhiều hơn, nhiều lựa chọn hơn. Đây có ít quá. Và giá cũng tương đối mắc vậy. Thì mình coi cái YouTube của cái chị anh chị trên mạng ở Miami á, thì mình vô mình review thử, nhưng mình thấy cũng ít món, không có nhiều món các bạn ạ. Mà giá thì theo suy nghĩ của mình thì 30-40 đồng thì cũng hơi mắc. Đây có tiệm Boring Crab ở dưới gần downtown Tham Bà các bạn. Tiệm này có nhiều location nổi tiếng ở bên Cali các bạn. Mình chỗ mình check out cái này hay sao nhé. Đây, cái tiệm này nhìn cũng rất là rộng nè. Mình vô mình thử cái nó có giống như ở bên Cali mình hay ăn hay không. Đây Cali mình hôm nay thì không có crawfish. Đây bữa nay thì không có crawfish các bạn, không có live, chỉ có đông đá thôi. Thì mấy cái loại thì họ ghi là có nhiều loại là giống như market price ấy. Thì chỗ này mình thấy cũng mới lắm. Này có cái dạng cua lột chiên đây 16 đồng. Catfish basket 12 đồng. Cái tiệm mình nổi tiếng ở bên Cali các bạn à. Thì nghe nói là họ cũng là chung một franchise chủ, mà mình thử cho coi nó cái vị nó ngon như thế nào, mình cho các bạn biết nhé. Các bạn thấy cái tiệm ở đây thì thấy họ cũng làm cũng rất là cool ha. Những nhân viên ở đây, những người Mỹ họ cũng nhiệt tình lắm các bạn ạ. Tiệm cùng tiệm mới thì cái gì còn chưa có đông mấy. Sau đây là bảng giá của họ đây bữa nay. Market fry, blue crab thì 10 đồng 4 đồng pao. Cua Dungeness crab 31. No crab 38 các bạn. Queen crab 73, lobster 40. Một crawfish bữa nay frozen thì 13 đồng mà live thì hết rồi các bạn ạ. How long you been open here? How long did the restaurant open here? Like 2 years, I think. 2 years, okay. Yeah. Is that the DJI? Yeah. Okay, on the same one. Yeah. Yeah. It's pretty new. Yeah. Yeah. I'm sorry? Do you have like the extra handle attachment? Yeah, I had a little one. You can put it out here. Yeah. You have this one as well? Exact one, yeah. Really? Yeah. Thì mình nói là tôm shrimp này là cái vị của nó là mình order butter, garlic butter. Còn đây là crawfish 2 pound. Mình order cái vị của nó là Cajun original.
một bao cream nữa các bạn. Còn mấy đứa con của mình thì order những fry với lại chicken wings, mình đang đợi nó lên. Giờ mình nhìn con coffee cũng lớn to lắm các bạn ạ. À, các bạn, cái này là frozen nhưng mà cũng rất là thơm nhé. Ở đây thì mình không thấy họ bỏ cái khoai lang với lại cái miếng bắp cho mình như bên chỗ khác. Chắc là họ quên hay cái gì đây. Mặc dù là cái coffee nó đông lạnh mà ăn cũng rất là tươi, rất là juicy các bạn ạ, cũng ngon lắm. Nhưng mà cái sauce thì có vẻ như mình thấy nó chưa thấm bằng như mình bên ăn ở bên Cali hoặc là cái tiệm mà Hot and Juicy Coffee ở Orlando. Mà cũng ok, đồ ăn cũng good lắm các bạn, giá cả cũng hợp lý nhé. À, mình ăn cái vị của con tôm, cái vị là garlic butter cũng ngon, mà cái này là con nghe mà cái vị của nó là tổng hợp ba vị đó các bạn, ăn nó cũng mặn mặn và chua chua cũng rất là ngon các bạn. Các bạn thử cái ba vị khác nhau luôn nhé. Và cũng good lắm các bạn ạ. Xin mời các bạn dùng bữa với mình luôn nha. Con mình thì có phần đồ Mỹ của nó là chicken wing thôi, mấy cái fry nữa. Cái một dĩa cơm cho nó. Nhưng mà ở đây thì không thấy bán cái gì dirty rice. Thank you. À, đồ nhiều. I've seen this so far. Yeah, very good. Yeah, yeah. Juicy. Đây là mình có đợi một phần soft shell crab, là con cua lột chiên. Nhìn cũng rất là ngon các bạn ạ. Họ cắt ra nhỏ nhỏ, họ chiên lên đây nè. Dạ, cái cua lột rất là mềm các bạn. Họ chiên vừa nóng tới, rất là ngon các bạn. Tất cả fry luôn các bạn ạ. Đây là downtown Miami nè các bạn. Mình ăn, sau khi mình ăn tiệm Bon Crab thì ăn cũng good lắm các bạn à. Nãy mình định đi ăn buffet chỗ mà một anh chị ở YouTube giới thiệu, nhưng mà mình thấy không có good lắm, cho nên mình cancel chỗ đó rồi mình qua bên đây mình ăn. Nhưng mà giá cũng rẻ mà đồ ăn ngon. Mà ở đây có những cái nhà hàng nhìn cũng rất là đẹp đó các bạn. Ở đây nhà hàng họ trang trí theo cái kiểu bên Cuba hay là Nam Mỹ các bạn, Tây Ban Nha là đó. Nhìn cũng rất là lạ, cũng rất là khu của Mỹ. Các bạn lâu đường đi du lịch ở Miami hay thì nên check out chỗ này nhé, nhà hàng Boring Crab. Theo như suy nghĩ của mình thì đồ ăn nó cũng có thể là không bằng bên Cali lắm đâu. Tiệm Boring Crab bên Cali mình thấy nó vậy, nó ngon hơn, có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng mà có hơn không các bạn nhé. Dạ thì video của mình thì kết thúc nha. Các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn. Video kế tiếp, bye bye.